Xin mến chào các bạn. Xin mến chào các bạn. Hôm nay là ngày nghỉ của chị Pola với Kim. Hai chị em nói chung là cứ ngày nghỉ là thế nào cũng phải gặp nhau. Nói chung là hai người đi làm cả tuần rất là mệt mỏi các bạn. Sáng đi rồi tối về. Các bạn thấy là về rồi ha, nhiều khi Kim còn lên làm video cho các bạn như là đừng có quên Kim. Nói chung là cũng sợ các bạn quên lắm. Nhưng mà bữa nay đó các bạn biết không, tuy nhiên là ngày nghỉ nhưng bây giờ là chiều rồi. Sáng hai chị em phải đi làm thuế nè. Đây là đang mùa thuế các bạn. Bất cứ một người công dân nào ở nước Mỹ một năm là phải khai thuế một lần để đóng thuế. Thành thử ra các bạn biết không, những người mà được khám bệnh free nè, rồi nhiều khi có con cái đi học mà mình làm lương thấp á, thì cũng từ những cái đồng lương mình đóng thuế đó, thì chính phủ nó lại trả lại cho những cái phần đấy đó các bạn. Chính vì thế mà ai cũng phải đóng thuế ở nước Mỹ là hết, không có người nào là không phải đóng thuế hết. Thì mình là một công dân tốt ngày hôm nay rồi đó. Xong rồi, xong vụ thuế. Xong cái nghĩa vụ đóng thuế rồi. Thì nói chung là tối hôm qua đó, tuy nhiên là đêm nào về á, hai chị em cũng lên video coi xem là ở trên mạng có cái tin tức gì hay hay không. Mà nhất là cái tin tức mà của vụ về Thiền Am. Về Thiền Am á, là hai chị em theo dõi kỹ lắm. Bởi vì đây là một fan hâm mộ của Thiền Am, yêu mến các chú tiểu, phải nói là tuyệt đối luôn đó các bạn. Cho nên là ngày hôm qua đó, mình thấy cái video của luật sư Lê Ngọc Luân á, lên để nói về vấn đề Thiền Am. Khi mà coi cái video của luật sư Lê Ngọc Luân á, mình cảm thấy là mình nhẹ nhõm trong lòng lắm. Cảm thấy vững lòng tin hơn với lại với công ty chìa khóa vàng ha. Chìa khóa vàng. Và vững tin là luật pháp của nước mình cũng sẽ được thực thi công minh, không có bị bỏ lọt tội phạm. Đây vấn đề nói ra không phải là tụi mình sân si muốn ép người khác vô đường cùng, phải bắt tội người này, bắt tội người kia. Không phải. Nhưng mà đã là luật pháp thì phải nghiêm minh và công minh. Cái gì cần phải xử thì phải xử, cái gì cần cho qua là cho qua. Nhưng người phạm tội là phải chịu trách nhiệm trước cái tội lỗi của mình. Cho dù một ngày, hai ngày thì cũng phải đưa người phạm tội ra trước vành móng ngựa, phải được xử cho công minh, phải nói thẳng với tất cả mọi người cái điều anh làm là vi phạm pháp luật, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không thể nào lấp liếm cho qua chuyện. Như vậy rất là nguy hiểm. Thì mọi người sẽ nhìn vào cái gương đó, sẽ tiếp tục người này phạm tội được, người khác sẽ phạm tội. Mà anh phạm tội, anh có tiền, có bạc, anh cover, anh chạy án được. Cái người ta không có tiền, người ta chạy án đi đường đâu? Rồi phải là làm cho xã hội này càng ngày càng lụng bại, không coi kỷ cương ra gì hết, không coi luật pháp ra gì hết, tha hồ phạm tội. Như vậy là không có được. Nhưng mà những người như chúng mình á, như là tất cả mọi người đều nhìn vào Việt Nam và thấy Việt Nam bây giờ sống rất là có kỷ cương, có luật pháp. Đúng rồi. Cái vấn đề của Ba Diễm My không có phải là chuyện nhỏ đâu các bạn. Nó đã tung lên tất cả khắp nơi trên thế giới rồi. Thì chuyện của Ba Diễm My bây giờ, ông có bỏ tiền ông mua tới đường trời, ông cũng không bao giờ ông thoát tội được. Nó thật là như vậy. Mà hơn nữa là chỉ cần á, luật sư có tâm là tất cả sự việc sẽ phơi bày ra hết, từ trong ra ngoài, từ ngọn, từ ngách, từ khúc nào mà Ba Diễm My đi, con đường nào của ông đi, luật sư cũng có thể rờ tới hết nếu luật sư có tâm. Có nghĩa là ba của Diễm My đó, trong cái vụ án này ông là người chủ mưu, mà cái vấn đề mà gây cố tình gây thương tích cho người khác á, là cái vấn đề mà không có phải là nó đơn thuần là chỉ gây thương tích trong người. Đằng này gây thương tích ngay trên mặt. Trên mặt 13% vĩnh viễn thì chị nghĩ bây giờ còn làm ăn gì được nữa. Nếu mà nói về, đó là thầy Nhị Nguyên nha. Chứ nếu mà nói một cô gái là coi như là cả đời tiêu tan luôn đó các bạn. Cả đời tiêu tan luôn đó.
hoặc là một người đời thường cũng vậy. Kim cứ nghĩ đi, một người đi ra đường tự nhiên có cái dấu vết trên mặt như vậy, nghĩ như sao vậy? Không nghĩ là chắc giang hồ yeah. mới vậy. Chứ là người thường đâu mà bị vậy, làm phải mất cái vẻ, cái hình thẩm thức mỹ bề, à. Thẩm mỹ của người ta như vậy. Với hơn nữa là có nhiều người á, nếu mà cái vết thương đó nằm trên một cô gái mà người ta kiểu như là người ta không thể nào người ta có thể đưa mặt đi làm ăn, đi ra ngoài đường ăn nói với ai hết, mà không có thể nhìn ai, mỗi ngày người ta soi gương đó các bạn. Phải nói là có nhiều người có thể người ta sẽ tự tử đó. Cái việc này nó rất chi là nghiêm trọng, chứ không phải là nó dừng chân ở cái chỗ là gây thương tích không đâu. Đấy. Tại sao mà tất cả mọi người trên cộng đồng mạng muốn cho ba của Diễm My phải biết cái lỗi của mình và phải biết sửa sai. Em nói thiệt với chị nha, nếu mà ba của Diễm My đó mà là người không cố ý đó, thì khi mà thầy Nhị Nguyên bị một miếng gạch phang vào trong mặt đi, chảy máu như thế, thì đúng ra ông phải là người ông đứng ra để ông đỡ thầy Nhị Nguyên lên và kêu người tới băng bó mới phải. Còn đằng này thì thấy ông đến, ông đạp, ông đá thầy Nhị Nguyên giống như là mày chết, tao cho mày chết luôn à. Cũng may là thầy Nhị Nguyên còn sống. Nếu mà thầy Nhị Nguyên mà ngấp ngoại là ông đạp cho bằng tắc thở luôn đó các bạn. Đó là một hành vi sao chị? Đáng lên án. Vô nhân đạo phải đáng lên án, là tại làm sao nhào vô đá người ta thêm như vậy là quá dã man, là hành vi không còn tính người nữa. Hành vi đáng lên án, không thể chấp nhận được, cho nên không thể hòa giải. Phải đưa ổng ra cho tòa án phải phân xử là ông này là một người phạm tội đó. Còn cái chuyện hòa giải là nói về cái vấn đề đạo đức, hòa giải là tính sau đó. Nhưng phải công bố cho ổng biết như vậy, ổng làm như vậy là phạm tội. Phải đưa ông ra để cho ông biết được cái tội của ông. Tội của ông đó, cho mọi người nhìn vô, không có được xâm phạm thân thể người khác. Như vậy vi phạm pháp luật. Vi phạm là một lẽ mà cái này phải có cái sự tàn ác trong đó nữa. Đạo đức nữa. Thành thử ra là trong cái vấn đề của ba Diễm My á, là mình phải phân tích ra những cái tội ác của ông, chứ không phải là ông chỉ có cái là ông đến ông gây thương tích rồi ông vào ông đánh phá nhà người ta bất hợp pháp. Những cái câu nói đó nó không có phải là nên tội các bạn. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà đi sâu vào cái vấn đề tội ác của ông Thắng á, mình phải phân tích ra mình mới thấy được những cái hành vi của ông làm. Đó mới là tội ác các bạn. Mà cái tội ác của ông á, khi mà mình nhìn thấy mình sẽ nói là không thể nào tha thứ được. Không có tha thứ được. Thì phải nói là ông này là phải cho ông vào để nếm mùi của pháp luật. Khi mà cho ông vào pháp luật đó các bạn, thì lúc đó ông mới sửa đổi cái tâm tính của ông lại. Ông mới sống đúng một con người đàng hoàng. Phải nhìn nhận cái sai của mình. Phải có tình người. Chứ không thể nào mà sống mà giống như là mà một sự dã man. Một người đã nằm xuống đó rồi, chảy máu như vậy rồi, còn nỡ lòng nào đi ngang qua mà đá vô người ta như vậy. Mà đá vô hông nha các bạn. Chứ không phải đá vô chân hoặc đá vô mông đi thì mình còn tạm tha thứ. Mang cái đôi giày đinh đó, giày tay đó mà đá vô hông người ta, phải còn cái gì là con người nữa. Trời mà ơi, chị thấy ở trong Thiền Am cái lúc đó phải nói là nhìn cái cảnh một cái trong cái Thiền Am phải nói là nó vô cùng là đau thương. Từ già trẻ trí bé, còn nói là trời ơi, phải nói là hoảng sợ cả lên. Mà cái đám người 50 người này còn tàn nhẫn hơn nữa, là đưa Nhị Nguyên đi bệnh viện không cho nha Kim. Bao vây không cho mang đi đó. Trời ơi. Bao vây lại không có cho mang đi, nhất định không có cho mang đi đó. Hỏi có tàn, nếu như ông Thắng bà Mai mà nếu như người ta ok, chuyện nó lỡ rồi, mình tới đây không phải là gì, mình tới mình tìm bé Diễm My thôi, mà lỡ như vậy rồi chứ gì, là nên tức tốc đưa người ta đi bệnh viện trước, còn chuyện gì tính sau. Đúng không? Đằng này còn hô hào là không cho mang đi nữa, phải muốn cố tình cố sát người ta hay sao vậy? Thì đó. Cho nên cái hành vi này ông Thắng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nói tới nó lui, thành ra mình cứ nói tới nó lui, nhưng mà mình không nói thì là sự việc này nó cũng sẽ bị chìm
Còn cái vụ việc của Diễm My đó, chị em của Kim sẽ có một buổi để ngồi mình phân tích ra. Bây giờ nói chung là thời bây giờ đó, ngày xưa đó phải nói là quả báo đến hơi lâu nha các bạn. Nhưng bây giờ đó các bạn thấy không, quả báo đến rất là nhanh. Phải, người ta nói là quả báo nhãn tiền đó. Thấy ngay trước mắt liền. Thì á, Kim với đại chị Paula sẽ có một cái video clip để chúng ta như là mình mổ xẻ cái vấn đề của Diễm My. Tại sao mà Diễm My không phải lọt vào một cái gia đình nào khác mà tại sao phải lọt vào trong Thiền Am? Thế thì chị em mình sẽ có một cái video đó sau ha. Nếu mà cái sự việc này á, nhất là về phía luật sư mà có bỏ lãng quên, thì tất cả những người dân và những người trên cộng đồng mạng, mình sẽ nối tay và mình dang rộng vòng tay và tiếng nói, mình đi vòng quanh bằng tiếng nói để mình kêu gào cái sự việc này lên, để cho cái sự việc này được đưa ra ánh sáng càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà so far đó, thì mình thấy rằng luật sư Lê Ngọc Luân ngày hôm qua đó, anh có lên anh nói một câu và tuyên bố một câu làm cho tất cả mọi người, nói riêng là ở bên Mỹ nè, rất là vui các bạn. Và vững tâm. Và rất là vững tâm. Bởi vì luật sư nói á, là anh sẽ bảo vệ Thiền Am cho đến cùng. Cho dù là có nguy hiểm đến tính mạng hay bất cứ thế nào, thì luật sư cũng sẽ không bao giờ rời bỏ những người trong Thiền Am. Đấy các bạn thấy không? Cái câu nói này phải nói là làm cho tất cả mọi người rất là vững tâm. Mà hơn nữa là vấn đề này luật sư á, nói một câu rất là chắc chắn là không bao giờ có chuyện hòa giải. Rất là hy vọng rằng là luật pháp của Việt Nam á, đã bây giờ đã với nó là rất là chặt chẽ rồi, chứ không phải là chỉ nói miệng không đâu các bạn. Chúng tôi rất là tin về luật pháp Việt Nam. Đó, thì mình cũng hy vọng á, là sự nhiệt huyết, nhiệt tâm và công tâm của công ty Chìa Khóa Vàng, trong đó là luật sư Luân á, là người đang điều hành. Còn riêng đối với ba của Diễm My và mẹ Diễm My, với hai chị em của Kim đây á, không hề có thù oán gì hết các bạn. Nhưng mà nói chung là mình thấy đây là một cái tội ác mà không thể nào tha thứ được. Trong cái sự chờ đợi đó, và ở trong này nó có cái niềm tin và hy vọng nữa. Tin và hy vọng nó đi đôi với nhau. Thì chúng tôi cũng xin luật sư Lê Ngọc Luân cũng cố gắng sớm đưa cái vụ việc này ra để cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng cũng như là tất cả những người dân Việt Nam được sống trong một cái sự bảo vệ của luật pháp, chứ không thể nào để cho những người mà phạm tội mà cái tội ác tày trời như ông Thánh mà có thể là sống ngoài vòng pháp luật được. Kính mong luật sư nghe được tiếng nói của tất cả mọi người trong và ngoài nước, và mong pháp luật Việt Nam thật là nghiêm minh trong vụ án này. Và nhân đây á, thì cũng gửi lời cảm ơn tới công ty Chìa Khóa Vàng nói chung và luật sư Luân nói riêng. Những người xa xứ, những người con rất là yêu quê hương như Kim với chị Paula, rất là mong luật pháp của Việt Nam phải nghiêm minh trong cái vấn đề của ông Thắng và bà Mai. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý ông bà cũng như là anh chị em đã đón xem cái video của Kim và chị Paula. Xin gặp lại quý ông bà và anh chị em vào những video kỳ tới. Xin mến chúc quý ông bà và anh chị em một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye! Thân ái chào các bạn!